nói là Mỹ giúp Việt Nam đánh Pháp thì tôi thấy rằng cái kẻ nào nói cái đó là rất ngu dốt và lịch sử mà chỉ nói theo cái mường tượng của mình theo cái suy nghĩ của mình theo cái ý nghĩ luôn luôn ca ngợi Mỹ là người giúp tất cả các nước trên thế giới thì tôi giải tôi nói thế này nói về sâu về cái lịch sử trong giai đoạn đó thì kể ra thì nó dài dòng mênh mông lắm nhưng tôi nói tóm tắt thế này thời gian các đồng minh đánh phát xít đức và nhật thì mỹ có nhờ bác hồ giúp đỡ cho một đội quân sos nhảy xuống miền bắc để nắm tình hình tình báo của quân nhật để trong lúc đánh đuổi quân nhật chính ngày bác hồ chí minh đã giúp mỹ trong cái hoạt động tình báo để đánh nhật đúng là như vậy chứ mỹ không bao giờ nó ngu khờ đến mức độ nó giúp việt nam đến pháp vì đó là hai cường quốc mà hai đế quốc giống nhau một tên là đế quốc một tên là thực dân cho nên phải suy xét cho nó kỹ Chứ nếu cộng đồng mà chỉ nghe một tên cho nói không mà không nghe lời giải thích cho rõ thì vô tình nghe nó xuyên tạc lịch sử. Đúng giai đoạn đó là cái đội quân SOS tức là đội tiền thân của tình báo CIA sau này. Nhảy xuống miền Bắc nhờ bác Hồ giúp đỡ và che chở trong cái hoạt động chống phá đánh Nhật. Sau này chính những tin tình báo đó qua wow, đã cảm ơn bác hồ rồi tiếp tục nữa khi Pháp nổ trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp. Tới giai đoạn Điện Biên Phủ gần kết thúc thì Pháp quay ra viện trợ, ở à, Mỹ quay ra viện trợ cho Pháp để chống Việt Minh. Đó là ý đồ sâu xa của Mỹ muốn Pháp mang một cái ân huệ với Mỹ để sau này có cớ Mỹ hất pháp ra khỏi Đông Dương Để đặt chân vào Đông Dương Để chiếm quyền Đông Dương Đó là tôi chỉ nói một khía cạnh của lịch sử Tôi chưa nói sâu Nói sâu vấn đề thì hơi dài dòng Nội dung tóm tắt là như vậy Cho nên phải nói rõ như thế Hơi dài dòng Nội dung tóm tắt là như vậy cho nên phải nói rõ như thế, Pháp nhờ Mỹ giúp đỡ lúc đó là sau Chiến tranh Thế giới thứ hai Pháp đã bị kiệt quệ rất nhiều trong cái tổn thất với Đức. trên Mỹ mới giúp đỡ Pháp tăng cường viện trợ vũ khí cho Pháp và chính đó lúc đó năm 1953 là lúc đó Nixon còn đang làm Phó Tổng thống, chính Nixon đã xuống Việt Nam và đi khảo sát chiến trường vùng Bắc Bắc Bộ. Và chính Lý Sơn đã về tới Ninh Bình để khảo sát chiến trường Ninh Bình. Để xem có Pháp cần gì để giúp Pháp. Lúc đó Nixon còn đang là phó tổng thống đã can thiệp vào Đông Dương rồi. Chứ các bạn phải hiểu rõ như vậy. Vừa qua tôi nghe cái chuyện đó thì tôi thấy hơi khó chịu. Tôi hôm nay mới lên tiếng để cho cộng đồng thấy rõ những cái bọn có thể ngu hoặc giả ngu để xuyên tạc lịch sử bóp méo đi sự thật mà chính người hỏi thì lại không đáp lại lời chúng cho nó rõ ràng cho nên tôi nói các bạn thế này khi muốn hỏi ai một câu hỏi đó thì các bạn phải có một cái hiểu là về cái câu hỏi của mình thì anh nên hỏi còn không nên hiểu rõ về câu hỏi của câu cái câu hỏi mình muốn hỏi thì đừng nên hỏi khi người